tồn tại bao trùm tất cả là duy nhất vốn mang tính chất độc lập nên nó không chịu để một cái gì bên cạnh hay bên trên nó ghép vào nó một tồn tại thứ hai sẽ có nghĩa là làm cho nó trở thành một cái gì không phải nó tức là thành một bộ phận hay một yếu tố của một chính thể rộng hơn do chỗ chúng ta mở rộng tư duy thống nhất của chúng ta như một cái khung cho nên không có cái gì bao gồm trong thể thống nhất ấy của tư duy lại có thể giữ được tính nhị nguyên trong bản thân nó nhưng cũng không có cái gì có thể nằm ngoài thể thống nhất ấy của tư duy. Bản chất của mọi tư duy là ở chỗ hợp nhất những yếu tố của ý thức thành một thể thống nhất nào đó. Chính nhờ khả năng hợp nhất đó của tư duy mà nảy sinh khái niệm không thể chia cắt được về thế giới, và vũ trụ, như bản thân từ này đã chỉ rõ, cũng được coi là một cái gì trong đó tất cả mọi cái đều hợp nhất thành một thể thống nhất nào đó. Ông Duy Rinh đã nói như vậy. Cái phương pháp toán học mà theo nó thì mọi vấn đề đều phải được giải quyết bằng định đề, dựa trên những hình thức cơ bản đơn giản, dường như vấn đề ở đây là những nguyên lý đơn giản của toán học vậy. Phương pháp đó đã được áp dụng lần đầu tiên ở đây. Tồn tại bao trùm tất cả là duy nhất. Nếu lời nói trùng lập, việc lặp lại một cách đơn giản trong vị ngữ đều đã nói trong chủ từ là một định đề, thì chúng ta có ở đây một định đề thuần túy nhất. Trong chủ từ, ông Duy Rinh nói với chúng ta rằng tồn tại bao trùm tất cả, và trong vị ngữ, ông ta dũng cảm quả quyết rằng trong trường hợp đó không có cái gì nằm ngoài tồn tại cả. Cái tư tưởng sáng tạo ra hệ thống thật mới đồ sộ làm sao? Quả thật là có tính chất sáng tạo ra hệ thống. Đọc chưa quá sáu dòng chúng ta đã thấy ông Duy Rinh, bằng tư duy thống nhất của chúng ta, đã biến tính duy nhất của tồn tại thành tính thống nhất của tồn tại. Vì theo ông Duy Rinh, thì bản chất của mọi tư duy là sự hợp nhất thành một thể thống nhất nào đó cho nên tồn tại một khi được người ta suy nghĩ đến thì nó chỉ được tư duy như là một thể thống nhất và khái niệm về thế giới là một khái niệm không thể chia cắt được và một khi tồn tại được tư duy khái niệm về thế giới là thống nhất thì cả tồn tại hiện thực thế giới hiện thực cũng là một thể thống nhất không thể chia cắt được và vì vậy không còn chỗ nào cho thế giới bên kia nữa một khi tinh thần đã học được cách bao quát tồn tại trong tính phổ biến thuần nhất của nó đó là một chiến dịch đã làm luôn mờ hẳn các chiến dịch ossetlis và iena khuênik và sedan bằng hai ba mệnh đề qua chưa đầy một trang kể từ đoạn chúng ta huy động định đề thứ nhất chúng ta đã xóa bỏ loại trừ tiêu diệt được tất cả thế giới bên kia thượng đế thiên binh trời địa ngục luyện ngục cùng với sự bất diệt của linh hồn Bằng cách nào mà từ tính duy nhất của tồn tại chúng ta tới được tính thống nhất của tồn tại? Bằng cách là nói chung, chúng ta hình dung sự tồn tại ấy. Một khi chúng ta đem tư duy thống nhất của chúng ta gian ra như một cái khung bao trùm tồn tại duy nhất, thì tồn tại duy nhất liền trở thành một tồn tại thống nhất trong tư duy, thành một thể thống nhất của tư duy, bởi vì bản chất của mọi tư duy là ở chỗ hợp nhất những yếu tố của ý thức lại thành một thể thống nhất nào đó mệnh đề sau là hoàn toàn sai lầm một là tư duy bao hàm ở chỗ đem những đối tượng của nhận thức ra phân thành các yếu tố cũng như đem những yếu tố có quan hệ với nhau hợp thành một thể thống nhất nào đó không có phân tích thì không có tổng hợp hai là nếu tư duy không phạm sai lầm thì nó chỉ có thể đem hợp nhất thành một thể thống nhất nào đó những yếu tố của ý thức chỉ trong trường hợp nếu trong đó hoặc trong những nguyên hình hiện thực của chúng sự thống nhất này đã có sẵn từ trước nếu tôi gặp cái bàn chải dày vào phạm trù thống nhất của loại có vú, thì cũng không phải vì thế mà nó sẽ mọc ra những tuyến vú được. Vậy thì sự thống nhất của tồn tại, và do đó, tính chất hợp pháp của quan niệm coi tồn tại là thể thống nhất, và đồng thời là điều cần phải chứng minh. Và nếu ông Duy Rinh cam đoan với chúng ta rằng ông ta cũng quan niệm tồn tại là thể thống nhất chứ không phải là thể nhị nguyên chẳng hạn, thì như thế chẳng qua ông ta chỉ mới nói cho chúng ta biết ý kiến cá nhân của ông mà thôi ý kiến đó không có tính chất bắt buộc đối với ai cả nếu chúng ta muốn hình dung tiến trình tư duy của ông ta dưới dạng thuần túy thì nó là như thế này tôi bắt đầu từ tồn tại do đó tôi tư duy về tồn tại tư duy về tồn tại là thống nhất nhưng tư duy và tồn tại phải phù hợp với nhau chúng tương ứng với nhau bù trừ cho nhau do đó, trong hiện thực, tồn tại cũng là thống nhất. Do đó, không có cái thế giới bên kia. Nhưng nếu ông Duy Rinh nói với chúng ta một cách thẳng thắn như vậy, chứ không chiêu đãi chúng ta bằng những lời tiên tri trên đây, thì toàn bộ hệ tư tưởng của ông ta đã bộc lộ rõ rồi. Muốn dùng sự đồng nhất giữa tư duy và tồn tại để chứng minh tính hiện thực của một kết quả nào đó của tư duy, thì đó chính là một trong những điều tưởng tượng mê sản điên rồ nhất của một ngài Hegel nào đó. Ngay nếu như toàn bộ sự chứng minh của ông Duy Rinh có đúng đi nữa thì ông ta cũng vẫn chưa giành được một tất đất nào của những người Duy Linh chủ nghĩa. Những người Duy Linh chủ nghĩa sẽ trả lời ông ta một cách ngắn gọn, đối với chúng tôi, thế giới là không thể phân chia được, việc phân thành trần thế và thế giới bên kia chỉ tồn tại đối với quan điểm đặc biệt trần thế, mang nặng tội tổ tông mà thôi, còn tự nó tức là trong bản thân Thượng Đế, thì toàn bộ tồn tại là thống nhất. Và họ sẽ đi theo ông Duy Rinh đến những thiên thể khác yêu thích nhất của ông, và họ sẽ chỉ cho ông ta thấy một hay nhiều thiên thể ở đó không có tội tổ tông, do đó không có sự đối lập giữa trần thế và thế giới bên kia, và ở đó tính thống nhất của thế giới là một tính điều. Điều khôi hài nhất trong việc này là muốn xuất phát từ khái niệm tồn tại để chứng minh rằng Thượng Đế không tồn tại, ông Birin đã sử dụng ngay cách chứng minh của bản thể luận về sự tồn tại của Thượng Đế. Cách chứng minh đó như thế này, khi chúng ta suy nghĩ về Thượng Đế, thì chúng ta suy nghĩ về Thượng Đế như là một tổng hòa của mọi sự hoàn thiện. Nhưng trong tổng hòa của mọi sự hoàn thiện này trước hết phải kể đến sự tồn tại, vì một sinh vật không tồn tại thì nhất định không hoàn thiện. Vì vậy trong những tính hoàn thiện của Thượng Đế, chúng ta phải kể cả sự tồn tại vì vậy Thượng Đế phải tồn tại. Ông Duy Rinh cũng suy luận đúng hệt như vậy, khi chúng ta suy nghĩ về sự tồn tại, chúng ta suy nghĩ về tồn tại như là một khái niệm. Cái gì đã được bao trùm trong một khái niệm thì cái ấy là thống nhất. Do đó, nếu tồn tại không thống nhất thì nó sẽ không phù hợp với khái niệm của bản thân nó. Cho nên, nó phải là thống nhất. Cho nên không có Thượng Đế khi chúng ta nói đến tồn tại và chỉ nói đến tồn tại thôi thì tính thống nhất chỉ có thể bao hàm ở chỗ tất cả những đối tượng mà chúng ta nói đến đều có đều tồn tại chúng được tư duy tập hợp lại trong thể thống nhất của tồn tại ấy chứ không phải trong thể thống nhất nào khác và lời khẳng định chung cho tất cả những đối tượng đó nói rằng tất cả chúng đang tồn tại không những không thể mang lại cho chúng những thuộc tính khác chung hay không chung mà lúc đầu còn gạt tất cả những thuộc tính ấy ra khỏi sự nghiên cứu bởi vì nếu chúng ta xa rời dù chỉ là một ly cái sự thật cơ bản giản đơn là tất cả những sự vật đó đều có thuộc tính chung là tồn tại thì trước mắt chúng ta liền xuất hiện những sự khác biệt giữa những sự vật ấy còn tìm hiểu xem những sự khác biệt đó là ở chỗ cái này đen cái kia trắng cái này có linh hồn cái kia không có linh hồn hoặc cái này thuộc về trần thế cái kia thuộc về thế giới bên kia thì chúng ta không thể kết luận được về tất cả những cái đó nếu chỉ căn cứ vào một việc là tất cả các sự vật đều có cùng một thuộc tính là tồn tại tính thống nhất của thế giới không phải ở sự tồn tại của nó mặc dù tồn tại là tiền đề của tính thống nhất của nó vì trước khi thế giới có thể là một thể thống nhất thì trước hết thế giới phải tồn tại đã tồn tại nói chung là một vấn đề còn bỏ ngỏ kể từ cái giới hạn mà ở đó tầm nhìn của chúng ta chấm dứt tính thống nhất thực sự của thế giới là ở tính vật chất của nó, và tính vật chất này được chứng minh không phải bằng vài ba lời lẽ khéo léo của kẻ làm trò ảo thuật, mà bằng một sự phát triển lâu dài và khó khăn của triết học và khoa học tự nhiên. Chúng ta hãy đọc tiếp. Tồn tại mà ông Duy Rinh nói với chúng ta không phải là Cái tồn tại thuần túy, không biến đổi, không được có những tính quy định đặc thù nào, và thực ra chỉ là cái giống như sự hư không của tư duy, hay nói cách khác là sự không có tư duy. Nhưng ngay sau đó chúng ta sẽ thấy rằng thế giới của ông Duy Rinh quả thật bắt đầu bằng một thứ tồn tại hoàn toàn không có mọi khác biệt bên trong nào, không có mọi sự vận động và biến hóa nào, và do đó trên thực tế chỉ là cái giống như sự hư không của tư duy, tức là một sự hư không thật sự. Trạng thái khác biệt, biến đổi hiện nay của thế giới, trạng thái biểu hiện sự phát triển, sự sinh thành chỉ được phát triển từ sự tồn tại, hư không ấy và chỉ sau khi chúng ta hiểu điều đó chúng ta mới có thể và đồng thời trong sự chuyển hóa vĩnh cửu ấy nắm được khái niệm về tồn tại phổ biến không biến đổi thế là giờ đây chúng ta có được khái niệm tồn tại ở một trình độ cao hơn ở đó nó bao hàm tính cố định cũng như tính biến đổi tồn tại cũng như sự hình thành đến đây chúng ta thấy rằng giống và loài hay nói chung cái phổ biến và cái đặc thù là những phương pháp đơn giản nhất để phân biệt mà không có những phương pháp đó thì không thể hiểu được kết cấu của sự vật nhưng đó là những phương pháp để phân biệt về chất và sau khi đã xem xét chúng chúng ta lại đọc tiếp đối lập với giống là khái niệm về đại lượng coi đó là cái thuần nhất trong đó không còn có sự phân biệt nào về loại nữa nghĩa là từ chất chúng ta chuyển sang lượng và lượng thì bao giờ cũng có thể đo được bây giờ chúng ta thử đem những đồ thức có hiệu lực chung được phát họa một cách nghiêm ngặt và cái quan điểm thực sự phê phán đó ra so sánh với những sự thô thiển, những ý kiến hồ đồ và những điều tưởng tượng mê sản của một ngài Hegel nào đó xem sao. Chúng ta thấy rằng logic học của Hegel bắt đầu từ tồn tại, hệt như ở ông Duy Rinh, rằng tồn tại thể hiện ra là hư không, giống như ở ông Duy Rinh, rằng từ tồn tại, hư không tấy thực hiện bước chuyển sang sự sinh thành mà kết quả của sự sinh thành là tồn tại hiện có, tức là một hình thức cao hơn, được chứa đầy hơn của tồn tại, hoàn toàn giống như ở ông Duy Rinh. Tồn tại hiện có dẫn đến chất, chất dẫn đến lượng, cũng hoàn toàn giống như ở ông Duy Rinh. Để không còn thiếu sót gì về căn bản, nhân một cơ hội khác, ông Duy Rinh kể với chúng ta. Bất chấp tất cả tính chất tiềm tiến về lượng, bước chuyển từ lĩnh vực không có cảm giác qua lĩnh vực có cảm giác chỉ được thực hiện bằng một bước nhảy vọt về chất, một bước nhảy mà chúng ta có thể khẳng định rằng nó khác đến vô cùng tận với sự tăng giảm dần dần đơn thuần của cùng một thuộc tính đó chính là cái đường cơ bản của những quan hệ về độ của hegel mà ở đó sự tăng thêm hay giảm bớt thuần túy về lượng sẽ gây nên một bước nhảy vọt về chất tại các điểm nút ví dụ như khi làm cho nước nóng thêm hay lạnh đi thì điểm sôi và điểm đóng băng là những điểm nút ở đó dưới áp suất bình thường của không khí bước nhảy vọt sang trạng thái kết tụ mới sẽ diễn ra tức là ở đó lượng biến thành chất. Chúng ta cũng đã thử nghiên cứu đến tận gốc rễ của sự việc, và đã tìm thấy trong gốc rễ của những đồ thức cơ bản hết sức sâu sắc của ông Duy Rinh. Những điều tưởng tượng mê sản của một ngài Hegel nào đó, những phạm trù của logic học của Hegel theo đúng cái trình tự của Hegel trước kia và hầu như chẳng có một mưu toan nào nhằm che đậy sự cấp nhặt. Nhưng không tự bằng lòng với việc mượn của người tiền bối, bị ông ta vu khống nhiều hơn cả toàn bộ cái đồ thức về tồn tại mà ông ta đưa ra, ông Duy Rinh. Sau khi tự mình nêu ra ví dụ trên đây về bước chuyển có tính chất nhảy vọt từ lượng sang chất, còn Trân Tráo nói về mát. Lẽ nào lại không buồn cười khi thấy lời viện dẫn của mát, chẳng hạn, đến cái quan niệm rối rắm và mơ hồ của Hegel nói rằng lượng chuyển hóa thành chất. Quan niệm rối rắm và mơ hồ ư? Vậy thì ở đây, ai là người đã bị chuyển hóa, và ai là người đáng buồn cười, thưa ngài Duy Rinh? Như vậy là tất cả những lời châu ngọc đó không những không được giải quyết bằng những định đề như đã quy định mà chỉ giản đơn được đưa từ ngoài vào, tức là từ logic học của Hegel. Hơn nữa lại được đưa vào đến mức mà trong toàn chương người ta không thấy có ngay cả bóng dáng một mối liên hệ bên trong nào mà lại không mượn của Hegel và rốt cuộc thì tất cả đều quy thành một sự triết lý rỗng tuếch về không gian và thời gian, về sự cố định và sự biến đổi. Từ tồn tại, Hegel chuyển sang bản chất sang biện chứng. Ở đây, ông xem xét những quy định của tư duy, những mặt đối lập và những mâu thuẫn bên trong của các tính quy định đó, ví dụ như khẳng định và phủ định, rồi ông đi đến tính nhân quả, hay là quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, và ông kết thúc bằng tính tất yếu. Ông Duy Rinh cũng không làm cái gì khác hơn. Cái mà Hegel gọi là học thuyết về bản chất, thì ông Duy Rinh chuyển sang ngôn ngữ của ông ta là những thuộc tính logic của tồn tại những thuộc tính này trước hết là ở trong sự đối kháng của các lực lượng, trong các mặt đối lập. Còn về các mâu thuẫn thì, ngược lại, ông Duy Rinh Triệt để phủ nhận, sau này chúng ta sẽ trở lại đề tài này. Sau đó ông ta chuyển sang tính nhân quả, và từ đó chuyển sang tính tất yếu. Do đó, nếu ông Duy Rinh nói về mình rằng, Chúng tôi, những người không triết lý từ cái lòng, thì chắc hẳn là ông ta muốn nói rằng ông ta triết lý trong cái lòng, cụ thể là trong cái lồng đồ thức luận về những phạm trù của hegel